Xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình lên rừng để đi thu hái cây thuốc. Và khi đi tới khu vực này, mình bắt gặp được một cái loại dây thuốc nó rất là quý trong y học cổ truyền của dân tộc ta. Nên mình quay video này để chia sẻ tới mọi người loại dây thuốc quý này. Dây thuốc này nó có tên gọi là dây tầm gửi đất mọi người. Tầm gửi đất nó là một cái cây dây leo bằng thân quấn mọi người. Dây của nó có thể dài tới 20 m hoặc là hơn, tùy vào cái số năm nó sinh sống. Và thân già của nó thì luôn luôn có màu nâu đen như thế này mọi người này. Có những dây tầm gửi đất có thể lớn bằng cán dao, cán rửa mọi người, hay là cân cuốc. Đây là thân già mọi người này. Chặt trong thì nó có màu đỏ đỏ. Còn cái cành nón của nó đây mọi người này. Cành nón của nó thì có màu xanh và cực kỳ là trơn bóng và khá là cứng mọi người. Cây này, cành nón của nó khá giống với dây mạnh cồng mọi người. Nhìn rất là có sức sống. Đặc biệt là cái lá của nó. Lá của nó đây mọi người này. Lá mọc xô le. Lá có dạng hình trứng. Giống như lá tầm gửi á. Cho nên nó mới có tên gọi là dây tầm gửi đất. Quả của nó khi non thì có màu xanh và có dạng hình cầu như thế này. Khi chín thì nó chuyển sang màu đỏ mọi người. Dây thuốc này nó được dùng để trị các cái bệnh về xương khớp rất là tốt. Như gai đôi vôi hóa đốt sống lưng, đốt sống cổ. Rồi đau nhức xương khớp, vòng tê thấp, rồi toàn thân nhức mỏi. Và nó được dùng để làm thuốc thanh nhiệt giải độc rất là tốt mọi người. Và bây giờ mình phải thu hái cái cây dây tầm gửi đất này để về làm thuốc. Đến đây, mình xin chào và tạm biệt mọi người.